trưng Tết à, trưng. Cái này cũng người ta cho nè. Người ta cho đó hả? Tội nghiệp chị gái hai mấy tuổi vẫn thờ biết thờ hình Phật cơ. Nó thờ hình Phật dạ. Có bác có nhiều Quan Âm thôi nè. Cái này là người ta cho không nè. Ừ. Ồ vậy là kêu anh chị thôi chứ kêu cô lớn quá. Dạ. Đó là có trọng này nằm trên này thôi à. Bây giờ sau này chú Bảy Thẳng ông từ thiện á, ổng cho ở dừng gió mưa. Dừng, gió mưa. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay thì Bùi Hồ những ngày cận Tết này, Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Châu Thành của tỉnh An Giang. Và khi mà lúc nãy thì Bùi Hồ trên một cái đường đi bên kia đó cô bác quý anh chị, ngó qua đây một gầm cầu này, ở dưới này thì có những cái giống như có một người đang sinh sống. Thì sau khi hỏi xong thì Bùi Hồ mới biết được rằng có hai mẹ con chị này đang sinh sống ở dưới gầm cầu này rất là lâu rồi cô bác quý anh chị. Và để biết được về cái hoàn cảnh của chị này, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Dạ cô, con hỏi là cái chị này sống lâu chưa cô? Lâu rồi. Bao nhiêu lâu rồi hai cô ha? Mấy năm, hai năm. Sống ở gầm cầu mười mấy năm luôn hả? Rồi lý do là sao cô ha? Dạ thì có hỏi bên chồng mà bây giờ chồng con cũng không đuổi, không cho đỡ. Rồi bây giờ nó có nhà cửa rồi đó. Sống hai mẹ con luôn? Ừ, có chồng nữa hả? Chồng nữa hả? Ừ, chồng cũng còn thờ luôn, còn ồ, hai chị này vấn đề thần kinh không bình thường. Ừ. Vậy hả? Con nó bệnh. Có đứa con gan nít hả? Ừ, có nhỏ nữa đó. Ờ, rồi chồng đâu rồi? Chồng nó đi mặn rồi. Dạ, đi mặn hả cô? Chồng đi làm cái gì? Đi mặn mướn cho ta, ai mướn mặn gì là mặn nấy á. Ồ, nghiệp dữ ta. Qua đây đi cô hướng dẫn con vô trong này đi. Cô là nhà ở trên này nè, cô bác của anh chị Bùi Hồ mới hỏi thì mới quay được nè. À, cô thì ở trên đây. Em chào chị. Bao nhiêu tuổi rồi? Cái gầm cầu này cô bác với anh chị đó, gầm cầu này xe qua chạy được xuyên mà không ai phát hiện được rằng chị sống ở đây mười mấy năm rồi. Dạ. Chị đó bao nhiêu tuổi rồi? Bốn mấy rồi. Chị này bốn mươi mấy tuổi hả? Có thì mẹ nó. Mẹ bốn mấy? Con nhỏ này mà 21 tuổi rồi. Chị này 21 tuổi. Ừ. Chị tên gì? Chị Thắm. Chị có chồng chưa? Chị có chồng chưa? Chưa. À vậy thờ không chết rồi chồng gì. Vậy là mẹ có chị này đâu? Mẹ đi chợ rồi. Mẹ đi chợ. Là hai vợ chồng của cô kia. Ừ, cô kia. Là có một người con là chị này. Ừ. Là 21 tuổi. Mẹ đi chợ chồng của chồng đi mặn rồi. Cô đó đi mặn hả? Chồng đi mặn mướn người ta. Chị này có chồng hả? Chưa. Chị này chưa có chồng. Ừ. Cô kia là bao nhiêu tuổi rồi? 41. Cái cô kia 41 tuổi, chị này thì 21 tuổi. Ừ. Sống ở đây bao nhiêu năm rồi? Mười mấy năm, 20 năm gì rồi. Ồ. Nấu ăn, nấu uống ở đây luôn hả? Chứ đâu rồi. Ừ. Chứ ăn ở đâu vậy? Là lý do là sao lại xuống sống ở gầm cầu này? Chứ không có đất cát rồi, không có chỗ để ở rồi, thì ở đâu giờ? Dạ. Nó cũng có chồng mà giờ chồng nó cũng không chấp nhận rồi. Giờ hai chồng ra để ở. Lúc đó thì chị này sanh ra ở đâu? Sanh ra ở đây. Ở dưới gầm cầu này luôn hả? Không có, sanh ra bên kia. Sanh dạ. nhà thương bên kia kìa. Lúc đó là có nhà. Có nhà. Rồi có nhà bên chồng á. Có nhà bên chồng. Ừ, mà chồng nó không chấp nhận nó rồi thành ra chồng mới dẫn đi ra để ở luôn. Ừ. Có nghĩa là có chồng rồi chồng không chấp nhận rồi dẫn đi ra ngoài kia ở. Ừ. Thì ở chỗ đó thì sao không được, sao thì xuống gầm cầu này. Ừ. Ở chỗ đó đâu có chỗ đâu ở. Cô ngồi đi. Cũng ở đó bậy bạ chứ. Hằng ngày thì cái chồng của cô kia làm cái công việc gì? Thì ở đây thì người ta mướn gì thì nó mặn nấy. Giống như người ta mướn vác phân hay là ta mướn là dọn người dẹp nhà đồ này kia chứ có mặn nhận gì. Mướn gì là làm đó à? Dạ. Vì chứ sống chứ không lẽ không. Chị này hai mấy tuổi mà nhìn ấy ha. Tại nó bệnh mà. Bệnh gì cơ? Lúc đó là bệnh. Nó bệnh là hồi đó là nó bệnh cơn kinh phong á. Kinh phong hả? Ừ. Kinh phong từ nhỏ luôn hả? Từ nhỏ luôn rồi, bây giờ nó hết rồi, bây giờ nó để lại di chứng hay không? Ừ. Có chị này có ở nhà không tối ngày đó hả? Hả? Chứ chị này ở nhà không tối ngày gì đó hay sao? Hả? Không có gì. Chị Thắm nè. Sao?
có nhà ở nhà không hay sao? Chứ nó mặn gì? Không có làm gì được chứ ha. Khùng chết nè, mặn gì? Trời ơi, mẹ đi bao giờ mới về? Nó nói chuyện đó chú không nghe, thấy sao? Nói chuyện không tiếng nghe đặng. Cô có giúp đỡ gì cho chị này không? Hả? Ngày cô có giúp đỡ gì cho chị này không? Có gì này là tinh thần luôn, nghèo chết đây có gì để giúp đỡ. Tôi cũng nghèo, nhà nước cũng cho gạo đồ ăn á chứ. Mẹ chị này đi chợ làm gì? Đi mua đồ ăn đi. Đi mua đồ. Đi lâu chưa cô? Đi từ giờ cũng lâu rồi. Nấu ăn ở đây đây hả? Nấu ăn chị đây. Này biết nấu ăn không? Biết gì? Mẹ nó nấu không nhưng nó biết gì? Không biết gì hết thân ha. Coi đứng lên coi hướng dẫn con vô trong đây, vô được không cô? Lại đây được không? Thắm đi anh thắm. Chị thắm đi theo. Đi đây. Ồ, nhà vẫn có thờ cúng đồ đàng hoàng ha. Chân tết à, chân. Cái này cũng người ta cho nè. Người ta cho đó hả? Tội nghiệp chị gái hai mấy tuổi vẫn thờ, biết thờ hình Phật cơ. Nó thờ hình Phật cái cô bác có gì quan âm thôi nè. Cái này là người ta cho không nè. Đón tết ở dưới gầm cầu luôn ha. Một cái tết gầm cầu này là mẹ của chị tự trưng đó hả? Cái này người ta cho rồi nó trưng. Hình này là của ông già. Ông già mới chết. Mất lâu chưa? Mất cũng chưa được năm. Ở đây điện là xài điện bình ha. Bình này đó. Bình đó là cũng cho đó. Ta cho luôn. Dạ. Trời ơi trời, khổ đau chưa. Ta cho không, cái này ta cho không chứ nó không có, nó có tiền bạc gì đâu mà. Là quà này là chắc anh đi làm á, anh làm cái công việc. Không có. Chú cái này là cũng người ta cũng đem lại ta cho luôn. Ta cho luôn. Ta cho như nước ngọt đồ nước này ngọt kia. Nước ngọt đồ này cho hết. Chứ luôn. Nó làm gì mà có tiền mà nó mua tới những vụ này. Ông này ông là ba nha. Ba của cô ông già của nó, ông già của chồng nó. Già của cha chồng. Ông là chồng. Ở dưới này chỉ có một cái chiếc giường này thôi đây hả? Có chiếc giường không chứ có gì đâu. Rồi ở trên này là hai vợ chồng ngủ, chắc thấm ngủ dưới này quá. Thấm ngủ dưới này. Ngủ dưới này. Trời ơi trời, khổ sở chứ. Cô bác của anh chị thấy nè, cái nơi mà thờ thì được che bởi những cái miếng thiết á. Ở đây có cái hình của các Phật treo ở trên. Dưới này bàn thờ nè. Rồi cũng cái không khí Tết ở đây luôn nè cô bác quý anh chị. Ở đây chỉ có một duy nhất một cái chiếc giường nè. Thấm thì phải ngủ dưới này. Nhưng mà nhà thì thấy cũng tương đối sạch sẽ ha. Nè cô ha. Cô tên gì cô? Lê Thị Bé Nuôi. Bé Nuôi ha. Rồi mưa gió rồi sao cô? Mưa đâu có tạt đâu. Không tạt hả? Dạ. Trời ơi. Thì cũng tạt chỗ này thì có cái xe miếng su dựng lại. Đây là cái tấm niệm này cô bác quý anh chị không? Tấm niệm này cổ thấm quá. Ừ. Ô, xếp mồng mền gọn ghê ha. Thấm thì nó ngủ dưới này nè, tấm niệm đó. Dạ. Đi cô, đi ra cô. Dạ. Ở đây làm cái miếng này, làm cái miếng tre để ngủ luôn nè. Tối thì chỉ dắt này lên hả? Tre gì? Tối dắt này lên hả cô ha? Tối dắt lên đó. Có mưa có tạt á thì dắt lên. Cái sông chén để đây, không biết nước rồi sử dụng sao cô? Nước thì cũng uống như đó luôn. Nước sông luôn hả? Thế sao vậy? Trời, thấy khổ dữ hả? Đánh coi này coi. Cơm. Cơm này là cơm thiêu rồi. Thiêu rồi đó, nó nấu hôm qua. Nấu hôm qua nước ở dưới đó coi cô kìa, cô bác quý anh chị. Ở dưới đó có một cái chuồng vịt kìa. Cô này chăn nuôi luôn hả? Cái vịt đó ta cũng đem lại ta cho nó nuôi đó. Trời. Chứ nó làm gì đâu có tiền có bạc gì đâu mà nó mua. Chị đó, cô đó không đi làm gì luôn. Nó cũng hụt hùng, nó cũng hờ cũng chết. Vậy hả? Mẹ nó, mẹ nó cũng nó được bình thường đâu. Hai mẹ con khờ hả? Nó cũng khờ cũng chết nữa luôn. Thằng Dũng, thằng chồng nó cũng vậy. Chồng cũng vậy luôn hả? Nội nở phim đấy. Ủa mà sao con thấy nhà gọn ghẽ quá mà. Thì gọn ghẽ thì nó vậy đó chứ nó cũng khờ. Cô bác của anh chị có nghĩ rằng là một cái gầm cầu mà nơi đây thì tất cả các loại xe lớn nó đều qua lại. Tại nó nói đó từ thành phố Long Xuyên, cô bác của anh chị, cho đến là thành phố Châu Đốc luôn.
nên thành nữ là chi tôn vô đốc luôn, nên thành nữ là cái việc mà ngủ là tiếng xe nó vẫn ồn. Mà mưa gió thì cô bác của anh chị thấy nè, ở đây nè, tạt bên đây, bạn đây. Nhưng mà nhà cô nói là hôm nay thì mình đến đây là gặp cô chồng thì đi làm rồi, còn vợ thì đi chợ, chỉ có thắm mình ở nhà thôi à. Cô hướng dẫn con xuống này với. Trời ơi là trời, khổ đau bây giờ. Cho tiền cho chị này thì chị này cũng đâu biết hả? Biết đâu. Rồi cho tiền đâu biết đường giữ đâu đúng không? Đâu biết đâu, mẹ nó. Chỉ có mẹ mới biết đường giữ thôi. Ừ. Nên cho tiền mà bây giờ sao giờ? Này chị, lưu nước sử dụng. Cho này nó cầm cái gì cho mẹ nó, đưa mẹ nó. Củi đem về nè. Củi này cô mót quá, nấu mót cơm mình củi ra bên kia kìa. Nó nấu cơm mình củi đó đó. Ờ, nấu cơm mình củi. Mà giật củi thì người mót, ta... đi mót về vậy chậm. Người ta hốt cho đó ha. Ừ. Biết nuôi vịt cái này luôn. Nuôi vịt á. Này cũng khoảng 50 con à. Bỏ chết hết mười mấy con rồi. Rồi cái đây là cái nơi rửa chén đâu á. Thì rửa chén xuống đó, nó vào cơm nữa dưới đó đó. Xách nước rửa chén vô cho cơm nữa dưới này. Ừ. Nước lớn lên. Trời ơi. Mấy tấm ton này nè, dừng nè, cô bác anh chị nè, chắc ta cũng cho cây cối rồi, ta dừng lại dùm quá. Thì ta cho đó, máy này là từng thiện đó, nó thấy ở có cái chổng đó. Ừ. Rồi cái lợi cắt cho mấy máy chạy này đó. Nhà bên từ thiện Hòa Hảo cho bên hả? Bên từ thiện ở đây nè. Ừ. Ta thấy vậy đó, người ta cắt cho cái máy ra đặng cho thấm nó ngủ. Trời ơi. Không biết nói sao luôn á. Ở đây nó nào ngay người ta thấy từ thiện, người ta thấy người ta cũng giúp đỡ cho nó. Lên hỏi chị này thử coi. Chị Thắm ơi. Chị nói lớn lên em nghe với. Chị tên gì? Chị nhiêu tuổi rồi? Nó không biết. Nó 21 tuổi. 21 tuổi. Mẹ chị đâu? Hả? Đi đâu? Nó nói gì? Đi đâu? Đi chợ. Ba. Ba đâu? Ba đi đâu? Đi ăn. Chị có làm gì không? Không. Sao không đi làm? Qua đây em hỏi chị ơi. Qua ngoài, ngoài. Ra ngoài cái thấm. Chị có đi làm gì không? Không. Chị biết làm cái công việc gì không? Không biết. Rửa chén được không? Ừ. Nấu cơm. Biết. Cơm biết gì? Biết không? Mẹ nó mặn không chứ nó biết đâu. Không biết hả cô? Không biết. Sáng nay ăn cơm chưa? Ừ. Chưa. Chị biết tiền không? Biết. Thiệt không? Thử đưa tờ 100 ngàn. Thiệt không chị? Thì Tết chị có mua đồ mới chưa? Mua đâu? Mua đâu? Đồ mới đâu? Đồ mới đó. Đâu đâu? Chị đồ ơi, đồ mới đâu? Đồ mới gì đó. Rồi em hỏi chị tờ này là bao nhiêu tiền? Không. Hả? Không. Nhiêu? Không biết đâu. Không biết tiền. Không biết tiền mình đưa chị làm mất rồi sao? Cậy để đưa gì đó, đứa mẹ đó. Biết tiền không? Không. Rồi, biết giữ đưa cho mẹ không? Chừng nào mẹ mới về? Chờ chút về. Chút về con. Hay là chút nữa đợi mẹ đưa luôn ha. Ừ, đợi mẹ. Em đi nha. Đi lâu không cô? Chắc cũng mua người về rồi, đi từ giờ cũng lâu rồi. Ừ. Cái này em lì xì cho chị ăn Tết nha. Này cầm đi chị. Ôi ơi khổ ghê á, gái mà. Nó đau từ nhỏ giờ. Nó mà một gái nó đau một hồi. Nhưng mà nãy gái là mẹ của chị Thắm này lại sống rất là sạch sẽ, ngăn nắp. Em đi nha. Chào em ơi. Có không? Có cả mẹ gì. Em chào chị. Dạ dạ dạ.
Rồi may mắn quá gặp chị về nè, đi về nè. Đi công chuyện mới về. Đi công chuyện. Ừ. Cảm ơn anh. Ồ vậy là kêu anh chị thôi chứ kêu cô lớn quá. Dạ. Anh tên gì anh? Anh Dũng. Anh Dũng. Anh năm nay anh nhiêu anh Dũng? Năm nay 49 rồi. 49, còn chị? 43. 43. Dạ. Tại sao anh chị phải sống ở dưới gầm cầu như thế này? Bởi vì nhà cửa em út nó dành hết trơn rồi. Vô trong ngồi đi. Nhà cửa em út nó dành bây giờ nó hú cho gì nhà trống phải chịu rồi bây giờ ở ngoài này. Ừ. Má cha mẹ thì ở trong kia. Bây giờ ông bà chết hết rồi. Nè ông tôi thờ nè. Ngồi ghế nghỉ anh. Anh sống ở đây bao nhiêu năm rồi? Cũng mười mấy năm rồi, 13-14 năm rồi. Rồi có hàng ngày anh làm cái công việc gì? Đi bằng mướn anh ơi. Bằng mướn hả? Bằng ngày có 50-60. Bằng mấy à? Ai kia bằng nhớ. Anh làm cái ngày nhiêu tiền? Ngày 50-60 ngàn anh ơi, không có gì nhiều. Bây giờ bằng mướn lạc giặt này nọ. Còn chị? Đưa của mày nha, bằng mướn không à? 50-60 ngàn đủ sống không anh? Đủ đâu, không đủ cho trang trải nên ơi, mua đồ ăn. Tối ngày mua cá, mắm đi đồ lụm đồ mũ thêm nữa. Tại anh không có đất luôn hả? Không có đất ruộng gì chứ. Có nền nhà đâu. Đi bằng cầu qua lăng nè, cầu này nè. Cái cầu này luôn. À. Anh xuống đây sống người ta không làm mình sao? Không. Người ta thấy, mình, người ta thấy mình khổ, nghèo quá, người ta không nói. Sống cũng đây anh lâu rồi. Với chị là gặp nhau bao lâu rồi? Cũng hai mấy năm. Năm. Bao nhiêu năm sống ở dưới gầm cầu này? Ở đây hả? Cũng 13 năm rồi. 13 năm. À. Thì anh nhà anh gần đây không? Tuốt trong khuôn cơ giống nhà thờ. Nhà trong Bình Thanh đó. Vĩnh Thanh giống á. Bé Thấm bị gì anh? Nó bị Nguyễn Thanh nó bị da cam á. Nó bị chất độc màu da cam á. Bị lãnh tiền hàng tháng cho nó. Nhiều tháng được. Tháng được có 405 ngàn. Chất độc màu da cam. Ủa là do ảnh hưởng sao anh lúc trước? Tại lúc chiến tranh vậy đó. Ờ, uống ngừng nước đổ ha. Ờ. Ta cho nó lên tiền một tháng. Anh làm ngày 50 ngàn thì rồi gạo nấu đủ tiền gạo mua gạo. Ta cho là gai. Gạo thì ta cho. Ừ. Gạo ta cho hàng năm luôn. Chứ không có tiền đâu mua nữa. Mình mua gì cá. Rồi đi nè, đâu rồi, cái đèn đó tôi đi bắt ếch nè. Nè đi tới mùa nè. Đó. Cái mùa là ba lúa. Đó, gì đó. Mùa đi đó mà đi bắt ếch. Ừ. 20 ngày đó là đi đó. Bắt ếch bán ngày được nhiêu? Cũng trăm ngoài chứ không nhiều. Có nghĩa là người ta mướn mình thì mình làm. À. Người ta kêu mình làm, không kêu thôi. Mình đi làm chuyện khác để trang trải sống qua ngày. Này mà ấm dị cho nè. Này là anh thấy em thấy là mình trang trí đẹp quá. À. Ừ, bây giờ ta cũng tài trợ đó. Tặng chị cho, chị mà ấm lên đi cho đó, quà được đó. Dạ. Có tiền đâu mua? Chị. Ta cho không có tiền đâu mua nữa. Làm gì có tiền? Mà không chết nghèo đó, khổ nghèo muốn chết luôn, khổ nghèo. Kìa kia anh kia vô nghỉ anh ơi, vô đây nghỉ nè. Lấy ghế cho anh em. Chú kỳ trời. Được rồi anh. Thấy được không các bạn? Ê, đi mua ly cà phê. Không, được rồi. Em cảm ơn rất nhiều. Em thấy gia đình mình khổ quá. Mình Tết nay mình có chuẩn bị gì không? Có chuẩn bị nhiều đó, có tiền đâu nữa. Chỉ có này là người ta cho hết luôn. Rồi, người ta cho hết luôn. Em muốn mua cái gì cho anh này. Chị trang trí hay là anh trang trí? Ông ba nó thấy vậy cho. Tôi trang trí nè, trang trí cúng ông già. Ông ba nó mới thấy vậy cho 300 ngàn đặng Tết nay đặng xài. Không mua đồ cúng mà em ơi, mua cúng ông bà nè. Cho được 300 ngàn ông già vợ cho. Ba nó cho nó 300 ngàn. Ba con á ngủng khổ nữa, ông nó chơi khổ lắm anh ơi. Ông mặn muốn cũng mặn muốn thôi chứ ông xa. Ông già thành trong tranh là ba ruột của anh. Cái này anh ông ba ruột, còn ông già vợ trong kia. Ba ruột mất lâu chưa anh? Lâu rồi, cũng gần năm rồi. Tết này được năm rồi nè. Này là anh thờ hay luôn hả? Tôi thờ. Ừ. Anh có mấy anh em? Tới 7 anh em giờ chia rẽ hết rồi nè. Anh là giờ thứ mấy? Thứ 5. Giờ ở xa xa hết trơn rồi. Ừ. Giờ đi mặn mướn sống. Còn chị? À. Chị? Chị? Em không có gì được dò nổi trơn á. Dạ. Bệnh hoàng hoài. Lúc đó thì anh đẻ sanh bé Thấm ở đâu? Ở đây. Ở dưới cầu này là ở trạm á. Đúng rồi, tiền đâu mình xin. Người ta cho. Không có cho, xin niềm nhóm á, tiền.
Là xanh không ăn tiền. Xanh mụ vườn hay là bệnh viện? Bệnh viện này nè. Ta xanh ta không có lấy tiền. Lúc đó thì anh với chị làm cái công việc gì để mà nuôi bé? Thì đi làm mướn qua ngày, sống qua ngày. Tôi thời gian nhỏ mà còn nhỏ. Đi cắt lúa đầu tiếp bây giờ. Tôi nuôi nó cho nó đi mằng. Gửi tôi thời gian là con Thấm còn nhỏ. Cái vườn này là anh ngủ hay sao? Cái vườn ngủ. Anh ngủ hay là Thấm ngủ? Hai ba đứa ngủ đó. Ba người ngủ. Ba người ngủ chung nè. Anh bây giờ đâu có chỗ đất cát nào hả? Không, không có anh. Nói gì có đất cát đâu. Là đi bằng mướn không mà. Đi bằng mướn chỗ này chỗ nọ chứ đâu có mà. Tại sao anh chọn cái gầm cầu này nữa? Bây giờ hồi đó mằng ở đây hỏi thằng thầu ở đây luôn. Hỏi anh thầu á. Anh thầu mày cứ ngỡ ở. Bây giờ có vợ ở đây nè. Kế mình nè. Tại nãy em đi bên kia em thấy mình che sụp. Em nghĩ là có người ở dưới gầm cầu mà tốt hay là ở gầm cầu. Cái này thì thiện cho nè. Từ thiện ra cho nè. Nhìn hai bên cho mà. Chú Bảy thẳng không cho nè. Trước một lần em có cái chỗ này không à? Có lần là có giường không hả? Có giường không mà có không có gì cho anh. Cái gì mới dán gì thấy vậy đó ta mới cho miếng nào chẳng này. Hồi đó là có chổng này nằm trên này không à. Bây giờ sau này chú Bảy thẳng ông từ thiện á. Ổng cho ở dừng gió mưa mấy ngày tết này anh có làm cái công việc gì không? Không ở không rồi, bây giờ tới mùa mấy có đi làm lại, bây giờ đang ở không, giờ không có chuyện gì làm hết, tết đang nghỉ hết rồi. Anh có ước muốn gì không? Ước muốn ngày cô bác có cho tiền cảm ơn nhiều, có gạo ăn, có cái xuồng để mà đi mằng. Ước muốn có được cái chiếc xuồng hả? Dạ. Có xuồng chưa? Chưa. Cái xuồng mất tiền không? Không biết nên. Không biết. Như cái xuồng đó là nó đi lượm đồ muỗng rồi. Nhất là muỗng thì sống 3 ngày được anh. Chứ có thể không lại. Ở trên bờ thì nó lượm không có được nhiều. Ở xăm nhất là khổ chứ. Chứ giờ lượm đồ muỗng sống đi sao giờ anh ơi. Tết này anh còn nhiêu tiền? Trời còn có mấy chục ngàn hết rồi. Đâu cho em xem với. Đây. Đã ông ba nó cho nó. Nó cho nó. Nè có nhiêu nè. Đó có nhiêu nè tiền lẻ nè. Đo đếm cho em xem với. Ok. 50 nè. 70. Đó mà đánh rồi, đánh được rồi đó. Còn 3 rồi cho nó. Đó. Này là 90 nè. Là cái này nữa là 100 mốt. 100 mốt. 100 mốt ở đây. Đó hết rồi đó, không có còn nữa. Vậy là hai chồng tự giờ có nhiêu đó. Đi chợ mua này nọ ăn về kho ăn thôi. Chứ không có gì khác nữa. 100 hai vợ chồng tết đếm tiền nhìn thấy dễ thương. 15, 16, 17, 18 qua ông già vợ cho được nhiêu đó chứ có đâu hết rồi đó. Còn gạo không anh? Còn mà này thức ăn hả? Cái này thức ăn vịt ta cho hay luôn ta cho luôn á. Nuôi vịt nè người ta cho nuôi vịt cho em đó, đó có ai mua đâu, nó tiền bạc gì đâu. Ta lên đây ta trang trí luôn, ta kêu trang trí ra luôn đó. Ai thờ hình Phật cho anh? Tôi thờ. Anh tự thờ hả? Anh biết tượng Phật bên đây là thờ ai không? Phật này hả? Dạ. Phật này qua mà Phật A Di Đà, rồi bà Phật Quan Âm, rồi Đức Thầy, rồi Phật Âm nữa. 350 Được 350 nha. Dạ. Anh có thuộc câu nào của Phật không? Của được. Đọc câu em nghe. Quá lâu rồi không nhớ. Đi bằng ăn hoài. Này thì bà không mà chứ không có kinh thiệt về kinh thì không phục. Có nãy em muốn đọc kinh. Tối nhưng... tối có đắp nhang đồ hả? Có, đúng có. Đốt nhang hàng đêm luôn. Nhang thì nó đốt hàng đêm luôn. Chị có mơ ước gì không? Mơ ước gì cho. Nhưng mơ gì cho. Cái thùng đi rồi em thì nó mũ. Cái thùng. Cho được cái xuồng này cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn cô bác ở bên Mỹ. Bây giờ sao quá khổ rồi, đi mặn mướn không à. Sao em chưa có tiền xong biết cảm ơn cô bác bên Mỹ. Biết, biết có người mới dám nói chứ. Ông già cũng khổ mà ông nói cho mượn đỡ. Giờ ông khổ lắm rồi, bây giờ ông cho mượn 300 ngàn. Bây giờ có nhiêu rồi? Muốn mấy tuổi? Mấy tuổi rồi, còn có mấy á? Sao bốn á? Chị có mấy chị em? Có ba đứa à, giờ chết hàng rồi, còn hai thằng rồi. Còn một thằng Út trong nhà. Khổ mà ông cũng bảy mấy tuổi mà ông còn đi mằng cho em cũng khổ.
tình cờ em mới phát hiện được gia đình của anh. Em cũng chạy ngang đây rất là nhiều lần nhưng mà không phát hiện được. Hôm nay cũng là ngày cận Tết, em mới phát hiện được gia đình của mình vẫn đang sống ở dưới này mà hơn 10 năm mà không nhiều người lại phát hiện ra. Và bây giờ như thế này, hôm nay em đến đây thì cũng ngày cận Tết rồi, em thấy gia đình mình là khổ thật sự, nên em thay mặt chị Phạm Ngọc Sương ở Việt Kiều Mỹ gửi cho anh 1 triệu đồng để ăn Tết nha. Dạ, cảm ơn luôn anh. Nhớ chắn chắc 1 triệu đồng để ăn Tết từ từ mua thịt về kho ăn nha. Dạ. Cho bé thấm, mua đồ ngon về cho bé ăn nha. Dạ. Rồi còn có ghe thì khi nào em hỗ trợ được thì em hỗ trợ. Anh có số điện thoại gì không? Không. Điện thoại mới mắc hôm rồi nè. Không có số điện thoại, không có gì hết. Không. Anh Dũng. Anh Dũng chị Huệ. Chị Huệ. Cố gắng lên nha anh. Dạ dạ. Nhớ, em chúc anh một gia đình một cái Tết vui vẻ với gia đình. Có tiền mình cứ sử dụng đi. Dạ. Ha. Mình cứ sử dụng và đúng mức của mình. Bây giờ mình có gạo rồi đúng không? Dạ. Mình mua thịt về mình ăn nha. Mua thịt về, mua đồ ngon. Không mà ở đây ngồi anh ơi, mua thịt ăn người ta nói, ta nói hơi nghèo mà anh. Không sao. Anh cứ sống theo cái đúng cái chất của mình và mình đừng có bon chen là được. Thì bây giờ anh sự trích ra 200 ngàn anh mua thịt heo gì kho hộp dịch để cho có cái ngày Tết nha. Em chào anh Dũng nha. Chào chị nha. Con cảm ơn cô nhiều nha. Rồi em chào anh. Buổi hồi xin cảm ơn anh Dũng với lại chị Huệ. Xin chân thành cảm ơn chị Phạm Ngọc Sương đã đồng hành cùng Việt Kiều Mỹ, đã đồng hành cùng Buổi hồi trong cái hoàn cảnh khó khăn như thế này. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Đi con. Anh về nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Má lì xì cho bé 100 ngàn anh có giữ giữ lại giùm cho thấm nha. Hay không mất tiền đâu rồi, tiền để đâu rồi? Để em túi rồi. Về nha.